Xin chào mọi người, mình là Hằng nhưng bạn có thể gọi mình là Henny như tên kênh của mình vậy đó. Hôm nay mình muốn chia sẻ mọi người cách để tạo phân chữ viết tay hoàn toàn miễn phí. Mình không phải dân chuyên công nghệ hay thiết kế, và mình đã mất hơn một năm để có thể làm được. Khá là lâu nhỉ, nhưng bạn đừng lo, với những gì mình rút ra mình sẽ giúp bạn tiếp cận dễ dàng hơn. Đầu tiên là mình sẽ dùng curly dập để tải hình có bảng chữ cái của ngôn ngữ và ký hiệu mà mình cần. Chúng ta sẽ phải tạo tài khoản bằng Gmail trước đã. Vì mình chả cần bảo mật thông tin gì trên đây, nên mình sẽ dùng mail tạm thời ở trên mạng. Mình tua nhanh bước tạo tài khoản nha. Có thể thấy là người dùng không mất phí, thì bị giới hạn ở 75 chữ cái và ký hiệu thôi. Đó cũng là lý do vì sao mà nhiều người không thể tạo đầy đủ bảng chữ cái, đặc biệt là tiếng Việt. Nhưng đừng lo, vì mình làm video này để giúp các bạn có thể tạo hơn 400 chữ cái và nhiều hơn thế nếu bạn muốn, mà không mất một đồng nào, chỉ mất sức xíu thôi nha, hi hi. Ok, bây giờ nhấn vào GA ở template. Phần basic ở phía bên trái là nơi các bạn sẽ chọn những chữ cái và ký hiệu bạn muốn tạo nhé. Có rất nhiều, hãy chọn những thứ bạn muốn bộ sưu tập chữ viết tay của bạn có nhé. Bạn không cần lo ngại về số lượng. Để xóa những cái ký hiệu hoặc chữ các bạn thấy không cần thiết thì chỉ cần click chuột vào và chọn delete. Sau cùng là ở phần language, mình muốn bổ sung thêm chữ viết tay là ngôn ngữ mẹ đẻ của mình. Ở đây họ đang cảnh báo là mình đang có tổng cộng bao nhiêu chữ cái và ký hiệu trong bộ sưu tập chữ viết tay này. Dĩ nhiên là vượt qua giới hạn của họ, haha, không sao không sao. Sau khi đã chọn xong những ký hiệu và chữ các bạn muốn có trong bộ chữ viết tay, thì hãy tải chúng về dưới dạng ảnh bằng cách nhấn vào download template, click vào PNG, check khe rực tờ ạt bách giao. Hãy nhấn vào file zip này để tải chúng về máy. Đây là lúc bạn giải nén cái file vừa tải để đưa chúng ra ngoài dễ dùng hơn. Mình đang giải nén trên máy tính nha. Click chuột phải và chọn check without confirmation. Mình lúc nào cũng lưu cố định tại ổ đĩa D để dễ tìm. Mọi người nên lưu ý chỗ đã tải và xuất dữ liệu ra ở mục nào trên máy nha. Đây là những tấm ảnh để chúng ta có thể vẽ hoặc viết tay các chữ cái trên đó nha. Giải nén xong thì có thể xóa file đi cho đỡ rối. Giờ thì đã có ảnh để vẽ hay còn gọi là viết tay chữ cái và ký hiệu. Có hai ứng dụng vẽ phổ biến là GA và iBird. Cái đầu tốn phí và chỉ dùng được trên iOS nên bạn có thể tham khảo cái thứ hai. Thậm chí bạn có thể dùng chức năng chỉnh sửa ảnh trực tiếp trong album. Trong trường hợp bạn không tiện có công cụ để vẽ thì bạn có thể tua tới phần 4 và chú ý vào phần đặc biệt gần cuối. Ok, hiện tại tất cả hình ảnh có chứa chữ dạng viết tay đều được chuyển qua máy tính của mình. Bây giờ quay trở lại curly dập để chuyển tất cả các ảnh dưới định dạng file thôi nào. Chọn My Phone, Upload Template, nhấn vào True File và lưu ý chỉ chọn một ảnh thôi đó. Đừng quên check automatically link template, rồi upload template. Chọn add character to raw phone, đây là những thứ mình tự viết tay nè. Nhấn vào build phone, đặt tên theo số thứ tự để dễ nhận biết nhé. Sau đó chọn định dạng đuôi là TTF, rồi tải về thui. File phone thứ nhất đã có rồi, nhưng khoan hãy cài đặt nhé. Chúng ta sẽ phải làm tiếp cho những tấm ảnh còn lại. Trở lại clip dập. Xóa cái cũ đi. Upload tiếp ảnh có chứa phơn viết tay thứ hai. Mọi người cứ thực hiện các bước y chang với ảnh đầu tiên vừa làm hồi nãy, cho đến khi chuyển đổi đủ tất cả các ảnh chữ viết tay sang định dạng file TTF nha. Chúng ta sắp tới bước hoàn thiện rồi. Ở đây mình đã có đủ nguyên liệu gồm các file có chứa đầy đủ bảng chữ cái và ký hiệu viết tay đã được tạo. Sau cùng không thể thiếu một phần mềm giúp những người như mình không muốn tốn tiền mà vẫn muốn có phân chữ viết tay riêng, ha ha ha. Không gì khác, đó chính là phân phọt. Mọi người nên tải phần mềm này từ trang web chính thức cho an toàn nhé. Bước cài đặt rất dễ dàng, giống như bạn thường làm với cái khác trên máy tính. Và tránh video quá dài khiến bạn nản, mình sẽ thôi nhanh đoạn này nhé. Ok, phần mềm đã hoàn toàn trong máy, chúng ta bắt đầu hoàn thiện bộ phân chữ viết tay của riêng bản thân thôi nào. Đầu tiên tạo file mới, nhấn vào New nhé. Ở những bước tiếp theo, mình mong các bạn làm e-dub theo hướng dẫn của mình. Đặc biệt đừng tua bất kỳ một đoạn nào nhé. Vì nó sẽ bị lỗi nếu bạn bỏ sót hay nhầm một chỗ nào đó đấy. Nhấp vào file ở góc bên trái, chọn Open. Lúc này bạn sẽ mở file phân thứ nhất lên. Copy hết toàn bộ phân chữ viết tay từ file phân thứ nhất và paste chúng qua file phân mới tạo nhé. Click chuột phải hoặc nhấn Ctrl C và V, lưu ý là chọn đúng vị trí chữ cái tương đương nhé. Chữ cái nào bị trùng lặp thì không cần sao chép qua nữa. Ở phần encoding, tại gì encode và font encoding, hãy chọn đúng loại ISO giống mình nhé.
thiết lập từ ban đầu, vì nếu để về sau thì phần mềm sẽ đảo lộn hết vị trí bảng chữ cái của bạn đó. Giờ thì lưu cái file mới lại để tránh bị mất khi máy tắt đột xuất nhé. Chọn file, nhấn vào Generate File, chọn loại chuột tai. Đặt bất cứ tên nào bạn thích, nhấn vào Generate, mặc kệ nó báo lỗi gì, bạn cứ nhấn tiếp nha. Giờ thì tắt chúng đi và không cần phải nhấn lưu nữa. Tiếp tục copy và paste tương tự cho đến khi chuyển hết tất cả file phần viết tay vào cái file phần mới này thôi. Ngoài ra, ở phần encoding, nhấn vào gõ bạc, bạn sẽ xem được cụ thể trong file phần này có bao gồm chữ cái và ký hiệu nào. Điều này sẽ giúp bạn so sánh xem đã copy paste đủ chưa nhé. Mình thấy mình đã copy paste qua file mới đủ rồi nè. Lúc này bạn phải nhấn lưu lại, cứ mỗi lần chuyển xong bạn phải nhấn lưu nhé, để tránh bị mất. Vẫn là chọn Generate File. Nhấp vào cái file vừa mới tạo. Máy sẽ báo là bạn có muốn thay thế nó không? Có nhé. Rồi cứ thế nhấn tiếp nè. Vẫn là tiếp tục làm đến khi chuyển qua file mới hết nha mọi người. Có một lưu ý là khi bạn dùng thanh kéo để dò tìm chữ cái hay ký hiệu á, là nó sẽ thua rất nhanh và có khả năng bạn sẽ bị bỏ lỡ. Nên tốt nhất là lăn chuột để tìm từ từ nhé. Mình đang dò xem mình chưa chuyển chữ cái hay ký hiệu nào không nè. Mọi người đừng bỏ cuộc nhé, vì chúng ta tốn sức một xíu để không bị tốn tiền và chúng ta sắp hoàn thiện rồi. Chuyển xong lại phải lưu lại tiếp nha mọi người. Mỗi lần chuyển xong là nhấn lưu rồi, nên khi đã hoàn thành bạn tắt đi thì không cần nhấn save nhá. Ok, giờ mình đã hoàn thiện xong file chữ viết tay rồi. Chỉ còn các bước cuối cùng để em trở nên hoàn chỉnh nhất thôi. Kiểm tra trước xem ra sao nhé. Đây là toàn bộ bảng viết tay chữ cái và ký hiệu mình chuyển xong. Cỡ khoảng 460 mấy cái ý hi hi. Nếu để ý thì các bạn sẽ thắc mắc rằng ngay từ ban đầu bộ phận chữ viết tay của mình không có ký hiệu này. Nhưng bây giờ lại xuất hiện. Có bí quyết cả đây ha ha ha. Phần đặc biệt và mẹo cho những bạn không có công cụ để vẽ làm chữ viết tay thì mình để ở phần cuối. Đáng xem lắm đó nha. Còn bây giờ mình muốn chia sẻ những bước cuối cùng và cũng được coi là quan trọng nhất để chúng ta có thể tạo ra bộ phận chữ viết tay chân thật và đẹp như ý muốn. Ok, tại đây bạn sẽ nhấn vào Magic, chọn New Magic Window. Nó là thứ giúp cách nhìn ra các chữ cái và ký hiệu với nhau khi bạn thật sự dùng trông sẽ như thế nào. Mình sẽ tận dụng cái này để xem sau khi mình chỉnh sửa các chữ cái thì kết quả trông nó sẽ ra sao nhé. Mình gõ đại cái nào đó ha. Trong ví dụ hồi này có chữ E, nên bây giờ mình sẽ vô thử nó cho mọi người coi. Tới khúc này hãy để ý những công cụ có biểu tượng nhỏ nhỏ ở phía bên trái màn hình mà mình chọn nhé. Với mỗi cái, nó sẽ có chức năng khác nhau và các bạn cứ thoải mái khám phá mày mò từng cái. Trong trường hợp bạn muốn lùi lại hay thu hồi, bước vừa làm thì nhấn Ctrl Z. Khi bạn di chuyển các dấu chấm, đồng nghĩa là đường nét chữ viết tay của bạn sẽ thay đổi. Nếu bạn thích điều chỉnh chúng lại cho thuận sở thích thì cứ kéo thả và làm từng cái thôi. Nhấp vô cái này để trông nhìn gọn hơn và dễ chỉnh đấy. Khi bạn nhấn vào phần Edit, bạn sẽ thấy các chức năng và phím tắt bàn phím được hiển thị phía bên cùng hàng. Điều này giúp bạn có thể thao tác khi chỉnh sửa dễ dàng hơn nè. Ở phần View cũng vậy, có chức năng và các phím tắt trên bàn phím với những mục đích như phóng to hay thu nhỏ, chữ cái tiếp theo hay chữ cái trước nó. Tới đây cũng có vài cách chỉnh sửa nhất định không được bỏ qua nữa nè. Các bạn có thể thấy trên màn hình, khoảng cách giữa các chữ cái với nhau khá là đều và thuận mắt. Nhưng thực sự ban đầu em không được như vậy đâu, và để được như vậy thì mình phải chỉnh từng cái đó. Bằng cách là di chuyển cái cột hai bên. Khi mình di chuyển chúng thì đồng thời khoảng cách giữa nó so với những chữ cái sẽ thay đổi. Điều này rất quan trọng vì theo mình ban đầu lúc vẽ thì chúng không đều như bạn nghĩ đâu. Tiếp theo là tỷ lệ độ ngang bằng nhau giữa các chữ cái. Hãy nhấn giữ chuột trái và kéo đến khi bao quát hết chữ. Lúc này hãy nhấn vào một dấu chấm bất kỳ trên đường nét của chữ. Rồi lại nhấn giữ chuột trái và di chuyển con chuột, bạn sẽ thấy chữ cái của bạn cũng di chuyển theo.
Đối với những chữ không có nét móc hay đuôi bên dưới như G và Y, hầu hết chỉ nằm trong các đường giới hạn mà bạn có thể thấy trên màn hình. Hãy chỉnh sửa làm sao để chúng nó không bị vượt qua nhé. Cùng khám phá những chức năng chỉnh sửa khác nhé. Ban đầu mình cũng tưởng mấy cái này chả có ích mấy, nhưng mình chắc rằng khi bạn xem đến phần đặc biệt ở cuối video thì bạn sẽ bất ngờ đó. Nên như mình nói ngay từ lúc chỉnh sửa là bạn đừng tua hay bỏ qua bất kỳ đoạn nào cả. Mấy cái biểu tượng gần cuối mang chức năng giúp bạn có thể thay đổi hình dạng ngang dọc, xéo trái xéo phải, lộn lên lộn xuống, nói chung là đủ loại kiểu hình cho chữ cái. Cứ thoải mái khám phá nha, muốn hoàn tác hay lùi lại thì nhấn phím Ctrl Z là được. Điều quan trọng nhắc lại nhiều lần, hãy thường xuyên lưu file lại, tránh trường hợp đang chỉnh sửa mà máy hay phần mềm đột ngột tắt. Các bước lưu cứ làm như mình đã hướng dẫn là ok nha. Finally, chúng ta đã đi đến bước cuối cùng, sắp có thành phẩm mà không tốn đồng nào rồi mọi người ơi. Rồi nhấn vào mục Element, chọn phần Info. Tại đây chúng ta sẽ chỉnh sửa để tương thích với chữ cái tiếng Việt cũng như là bản quyền cho riêng chữ viết tay của chúng ta nhé. Đây là phần đặt tên. Như ban đầu là mình không phải dân chuyên chỉnh sửa Ý, nên chỉ chia sẻ những cái cơ bản và nói thật mình lấy từ các phông đặt tiêu chuẩn khác á, vì thế bạn nên để giống vậy nhé. Còn ở chỗ copy size, khi bạn chia sẻ bộ sưu tập chữ viết tay cho bất kỳ ai khác thì tên bản quyền sẽ luôn được đi theo, như thể hiện đây là phone của bạn. Khá quan trọng nên bạn đừng bỏ qua nhé. Tiếp theo ở mục này, các bạn ơi, nếu không phải dân chuyên mình mong các bạn nên để tỷ lệ giống y chang mình. Mình đã tham khảo từ rất nhiều phone đạt chuẩn để đúc kết lại đó. Này thì phần mềm đã định sẵn, không cần điều chỉnh. Này cũng vậy. Y chang. Tới chỗ này cần chú ý nha mọi người. Nếu mọi người không dành về các lựa chọn định dạng cho phần chữ thì nên cài đặt giống mình. Tất cả luôn nha, đặc biệt là tỷ lệ. Cáp màn hình lại để mốt làm theo nha mọi người. Riêng phần này, nếu mọi người muốn chọn nhiều cái, thì phải nhấn giữ nút Ctrl, rồi click chuột trái vào cái mọi người muốn. Chọn xong rồi mới thả nút Ctrl ra. Dĩ nhiên là không quên tiếng Việt. Chỗ này là mọi người bổ sung phiên bản tiếng mẹ đẻ của mọi người ha. Phần English được định sẵn nên mình chỉ bổ sung tiếng Việt giống y theo thôi. Mình làm bổ sung thử cho mọi người nhé. Những cái này đã có sẵn rồi nên không cần thay đổi. Còn cái này thì mọi người nhập số giống mình nha. Tất cả những cái còn lại là định sẵn, không cần thay đổi nha. Mình lướt qua cho mọi người xem thử thôi nè. Cài đặt thông tin xong rồi thì nhấn vào OK. Vậy là xong bộ phần chữ viết tay rồi đó ha ha ha, nhấn lưu lại nữa là kết thúc thôi. Vẫn là vào file, chọn Generate Phone. Đừng quên chọn định dạng chu tay. Để ý phần option này nữa nhé, các bạn tích vô những cái giống mình là được. Cuối cùng nhấn Generate. Yes. Generate. Xong rồi đó mọi người ơi. Tắt đi khỏi cần lưu. Lady and gentlemen, phần chữ viết tay của mình đây nọ. Hi hi, bây giờ các bạn nhấn cài đặt là dùng được rồi nha. Vẫn phải nói là mục đích chính của mình tạo phần chữ viết tay là để ghi chép trên máy tính thiết bị cho dễ thương và chân thật nè. Thật sự nó rất hiệu quả và tạo hứng thú học. Cách ghi chép và ứng dụng ghi chép mình đã có làm video hướng dẫn tận 2 video luôn đó. Mọi người ghé kênh coi và tham khảo thử ha. Giờ thì tới phần đặc biệt có mẹo hay nè. Dành cho những bạn không thể vẽ chữ viết tay của riêng bản thân nhưng muốn sở hữu phần chữ viết tay riêng theo ý thích, đó chính là trộn những phần chữ viết tay có sẵn từ trên mạng. Mình đã tải một phần chữ viết tay tiếng Việt từ Google Font và một cái bằng tiếng Anh từ DaFont. Bây giờ mình sẽ mang chúng ra ổ đĩa cho dễ dùng. Có thể vô Ctrl Panel để xuất phần ra nha. Nhấn vào Appearance and Personalization. Chọn phần. Gõ tên phần bạn muốn xuất ra ổ đĩa D. Mình đang tìm phần chữ viết tay tiếng Việt đạt chuẩn từ Google nè. Kéo thả nó ra ổ đĩa D và mở nó lên bằng phần mềm phơn phọt nãy giờ nha. Tiếp theo mình sẽ xuất phân chữ viết tay bằng tiếng Anh. Cái này có rất nhiều nguồn trên mạng nên các bạn dễ chọn chữ viết tay nào ưng ý lắm nha. Giờ thì mình mở hai phân mới xuất hồi nãy bằng phần mềm chúng ta chỉnh nãy giờ là phơn phọt nha. Cái bên tay phải là phơn viết tay tiếng Anh nên chắc chắn nó không có dấu. Bây giờ mình sẽ thêm dấu để nó thành chữ A cho mọi người coi. Mình đã vừa copy chữ A gốc của nó để paste vào ô chữ A.
Sau đó mình copy cái dấu của phần viết tay bên góc trái. Và paste lại ô chữ A đó. Điều chỉnh một chút trông hợp mắt là được. Ok, coi thử trông nó ra sao nha. Nói chung là bảng tiêu chuẩn bên tay trái có đầy đủ chữ cái và ký hiệu cần thiết. Mọi người cứ chịu khó copy paste và điều chỉnh một chút là có thể tạo ra bộ phân viết tay đúng sở thích rồi. Mình làm thử thêm một cái khác cho mọi người coi nha. Rồi xong, kết thúc rồi. Mọi người chỉnh sửa các kiểu xong hết thì cứ chỉnh sửa thông tin và lưu file lại y chang cách mình làm hồi nãy thôi. Cảm ơn mọi người đã xem đến đây. Hãy cố gắng tạo và bạn sẽ có thành phẩm bất ngờ ý. Đừng quên để lại phản hồi ở phần bình luận nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào nha.